Video clip trước á, thì các anh chị rất là nhiều quan tâm rất là nhiều đối với cái cặp âm ly, con âm ly với lại cặp loa như thế này đó. Thì để mà chơi những cái con loa này á, nó có cái ưu điểm rất là riêng biệt luôn. Uống cà phê rồi đó, mình thư giãn đồ các thứ, mình nên nghe những cặp loa như thế này đó. Thứ nhất á, là anh chị xài cặp loa như thế này. Con loa này không phải là để ở dưới đất giống em đâu, chẳng qua là em để tượng trưng thôi đó, chứ thực ra là nó gắn ở góc tường đó, nó sẽ khuếch đại âm thanh hơn cho các anh chị. Nếu như mà anh chị xài phòng họp nè, xài quán cà phê nè, xài tiệm spa, làm tiệm spa hay gì đó, thì xài những con loa như thế này á, thứ nhất là nghe nhạc nó thư giãn đó, quý khách vào nghe âm nhạc rất là hay đó, nó khác hẳn luôn so với con loa kéo lớn, con loa hãng hay là cặp dàn loa karaoke to lớn, rất khác hoàn toàn luôn đó. Nghe tí tách rất là đã anh chị ơi. Cho nên á, là tầm nào ra tầm đó. Đây, âm ly 9001 đánh được cặp loa như thế này chưa hết đâu nha, nó có thường có thể kết hợp thêm một cặp như thế này nữa đó. Hiện tại là chỉ có một cặp cho anh chị xem thôi. Đây, và công suất cũng khá là lớn, mà nhiều các bác hỏi là có hát karaoke được không. Đây thì trên cái âm ly này á, nó có cho mình thêm là hai cái giắc 6 ly như thế này, anh chị có thể cắm mic có dây hoặc là mic không dây luôn vẫn được luôn. Ok chưa, kết nối bluetooth ổn áp rất là ok luôn. Đây em sẽ cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh của nó này, rất là hay luôn đấy. Đây. Đó, rất là đơn giản ha. Đây, và sẽ cắm vào nghe tiếng mic luôn nè. Cắm nghe tiếng mic này. Đây ok nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, hát karaoke trên đây cũng phải gọi là ổn thôi. Chứ thật ra thì nó không hay bằng cái dàn karaoke hoặc là loa kéo mà anh chị hay sử dụng đâu. Trên con âm ly này á, công suất cũng khá là lớn. Đằng sau âm ly á, nó có thể kết nối cho mình là một cặp này, một con loa này, hai con loa này, ba con loa này, bốn con này, năm con, sáu con luôn cũng được. Sáu con luôn vẫn được nha mấy anh chị. Nếu như anh chị chiếc dây được, nó có thể quấn được một lần sáu con loa. Được chưa ạ? Âm ly 9001 và cặp loa control như thế này. Đây, dành cho bác nào thích thư giãn nè, muốn thư giãn làm quán cà phê, làm spa gì đó, có thể hát karaoke được luôn nha. Đây, bác nào ưa thích nó cứ để lại comment cho em nha.